dẫn trẻ học tại nhà với đề tài trò chuyện tìm hiểu về một số loại cây ăn quả. Thông qua video này sẽ giúp các con hiểu hơn về đặc điểm, lợi ích của một số loại cây ăn quả. Từ đó các con có thêm kiến thức về thế giới xung quanh mình. Trước khi vào hoạt động này, phụ huynh hãy cùng các con lắng nghe bài hát Em yêu cây xanh. Xung quanh chúng ta có rất nhiều các loại cây. Ngoài cây xanh cho bóng mát thì còn có các loại cây ăn quả. Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, phụ huynh cho trẻ quan sát cây nhãn, hỏi các con tên cây, đặc điểm của cây, lợi ích của cây nhãn là gì. Sau khi trẻ trả lời, phụ huynh khái quát lại: đây là cây nhãn, có nhiều cành, thân cây có màu nâu, lá cây có màu xanh. Khi có quả, quả nhãn có màu nâu, mọc thành chùm và ăn có vị ngọt đấy. Tiếp theo, phụ huynh cho trẻ quan sát cây xoài. Phụ huynh hỏi các con tên cây, đặc điểm và lợi ích của cây. Sau khi trẻ trả lời, phụ huynh cũng khái quát lại: đây là cây xoài. Cây xoài có một thân cao và có nhiều cành. Khi có quả, quả xoài to và chín có màu vàng đấy. Khi ăn cũng có vị chua chua ngọt ngọt đấy. Tiếp theo, phụ huynh cho trẻ quan sát cây cam và cây bưởi. Phụ huynh cũng hỏi các con tên cây, đặc điểm và lợi ích của cây. Sau khi trẻ trả lời, phụ huynh khái quát lại: cây cam, cây bưởi đều là những loại cây ăn quả. Quả cam và quả bưởi cung cấp rất nhiều vitamin giúp cơ thể cao lớn và khỏe mạnh đấy. Ngoài ra còn có cây ổi và cây táo nữa, cũng là loại cây ăn quả đấy các con ạ. Để có những loại cây ăn quả này, phụ huynh hãy giáo dục các con biết trồng cây, biết chăm sóc và thường xuyên tưới nước cho cây để có những quả ngon nhé. Trên đây là video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà nhằm giúp trẻ nhận biết được đặc điểm, lợi ích của một số loại cây ăn quả. Rất mong các bậc phụ huynh hợp tác để hướng dẫn các con mọi lúc mọi nơi. Chúc các con có buổi học thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.